Xin chào các bạn, tôi là Leo, tôi đến từ chương trình học vẽ kêu của các ví dụ Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về lệnh PowerClip Lệnh PowerClip giúp cho chúng ta đưa hình ảnh vào một đối tượng hình vẽ ở trong kêu rò. Thì trong bài này hôm nay tôi sẽ hướng dẫn trong ví dụ sẽ à lồng một tấm hình vào trong dòng chữ như thế này tôi làm cho dòng chữ corel trung tâm tin học edu vn ngoài ra tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo bóng như bạn nhìn thấy ở trong hình tạo bóng của đối tượng bắt đầu chúng ta cần gõ một dòng chữ mà chúng ta muốn để truyền hình vô ở đây tôi sẽ gõ dòng chữ corel trung tin học edu vn chúng ta sẽ phóng to lên cho vừa với ý muốn của chúng ta và các bạn nhớ là nên chọn những nét nào mà nó nó to nét dày ra thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ mới dễ tiếp theo chúng ta cần phải import vô một tấm hình tôi sẽ chọn một một hình và chúng ta sẽ đưa hình vào vị trí chúng ta mong muốn chúng ta đưa nó xuống phía dưới ở đây chúng ta sẽ kéo vị trí chúng ta mong muốn ví dụ ở trong đây tôi muốn cái dòng chữ của tôi có các hoa cho nên tôi sẽ kéo cái chữ hoa lên đây và chúng ta sẽ kéo dòng chữ lên cho to phù hợp với ý muốn của mình tiếp tục chúng ta sẽ chọn tấm hình chúng ta vô text chọn powerclip và chọn place inside container. Và là chúng ta đã có dòng chữ corel chấm chúng ta sẽ học vn với các hình hoa ở bên trong.